Hi, chào tất cả các bạn quay lại với kênh Shibugami. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục khám phá tại biển Wayne Smith nữa nhé. Clip này thì mình sẽ sử dụng một nhân vật cũng khá là quen thuộc các bạn, nhưng mà nhân vật này cũng lâu rồi mình không sử dụng. Nhân vật là đây các bạn, Grand Sketch by Surfer, chú thỏ người mái của chúng ta đây các bạn. Rồi, còn ván trượt thì mình sẽ sử dụng cái ván trượt và Big Bob luôn các bạn. Cái ván trượt trong cái đập khách này luôn. Đây, cái ván này đây, cho nó màu sắc một chút. Các bạn thấy dễ thương không? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng với chú thỏ khám phá bãi biển Swanwick nha các bạn. Thank you.
Thank you.
Thank you.